Được rồi, đẹp lắm, thanh bạn rồi. Ok, Nina Nguyễn nha. Rồi ai lấy cái mẫu này comment giúp em nha. 8170 nha. Rồi có ai xem gì nữa không thì mình comment em qua mẫu cho mọi người xem nha. Còn không ai xem gì nữa là em kết thúc livestream nha. Ai chốt cái gì thì mình chốt nhanh giúp em luôn nha. Rồi có ai xem gì nữa không? Em qua cái mẫu màu nổi cho mấy chị xem màu nổi nha. Xem màu nổi nha. Màu nổi nha, ombre nè, vít ombre hồng nè. Hoa tăng ơi lấy mẫu nào chị Hoa Tăng? Hoa Tăng lấy mẫu nào 8170 hay gì chốt kèm cho em số điện thoại nha. Thủy Thủy Đoàn lấy 8170 nè. Rồi đây em qua vít ombre hồng cho mấy chị nè. Thủy Đoàn lấy cái gì cho em số điện thoại luôn chị Thủy Đoàn. Ê phải, chị gì lấy cái gì cho em số điện thoại luôn nè chị. Hoa Tăng ơi, Hoa Tăng cho em số điện thoại. Hoa Tăng lấy cái gì vậy? Rồi đây nha. Em đang mang là vít ombre hồng nha. Vít ombre hồng nè, phía trên là màu nâu sô cô la, phía dưới là nhuộm đuôi hồng nha. Ai lấy cái bộ này comment giúp em vít ombre hồng nè. Vít ombre hồng em đang mang giá là 240 mấy chị nha. Nhuộm ombre hai màu giá 240. Ai lấy cái bộ này comment giúp em vít ombre hồng kèm số điện thoại luôn giúp em nha. Vít ombre hồng kèm số điện thoại luôn giúp em. Em có vít ombre hồng, em có vít ombre xám nè, vít ombre xám xanh nè, rồi vít ombre vàng tây nữa, là ba màu vít ombre luôn. Chị nào lấy cái mẫu này comment giúp em là vít ombre hồng nha. Vít ombre hồng kèm số điện thoại luôn giúp em. Đẹp gái mun chia sẻ, em chia sẻ rồi, rồi ok em gái mun. Đẹp gái mun chứ. Rồi em qua mẫu tiếp. Rồi có ai muốn xem gì nữa không? Em có bộ cột của em bé ở đó không? Dạ em không có cột của em bé, em có búi na cha. Em có búi na cha cho em bé mà chứ không có cột cho em bé chị ơi. À, tóc bộ nguyên đầu là em sale là 220 nha chị Phương Nguyễn ơi. À, 240 là giá bán trên shop nha, khi mấy chị chia sẻ livestream là còn 220 một bộ thôi nha. Kim Khoa Hồ lấy cột ngắn màu nâu sô cô la, ok Kim Khoa Hồ nha. Tóc buộc đi. Tóc buộc. Rồi tóc buộc em cho mấy chị xem tóc buộc nè. Buộc xoăn và buộc thẳng luôn nha. Đây buộc xoăn. Buộc xoăn dài ngắn luôn nha. Buộc xoăn dài ngắn và buộc xoăn thẳng luôn nha. Đây nha, tóc cột là em bán đồng giá 100k. Cột em bán đồng giá là 100k nha. Ba màu nâu vàng, sô cô la, màu đen nha. 100k một cái cột, chị nào lấy cột thì chốt cột màu sắc kèm số điện thoại luôn giúp em. Màu này là màu nâu vàng nha. Sô cô la và màu đen nữa nha. Cứ xem form rồi chốt màu cho em nha, chốt thoải mái nha. Chốt thoải mái tại hàng em là hàng số lượng nhưng mấy chị yên tâm không có hết hàng nha. Dài cúp này là có mã. Dài cúp là có mã 99, mã 99 đẹp lắm. Đây mã 99 nè. 99 là ngôi lịch. Loại na cha. Dạ chị ơi, loại na cha chị inbox cho em đi chị Phương Nguyễn ơi. Cái loại búi na cha cho em bé inbox cho em đi, đi. Cái một mẫu đó em không có like. Tại vì em không có kẹp cái mẫu lên đầu cho em không có like mẫu đó, chị inbox cho em đi. Búi na cha cho em bé em đang sale chỉ có 70 ngàn một cặp thôi. Rồi đem qua cúp dài nè. Ngoạm xoăn không có đỏ tím nha Thanh Thúy Võ ơi. Cột là có đỏ tím nha, cột là có đỏ tím với vàng chanh luôn. Còn ngoạm là không có đỏ tím, ngoạm là tuyệt đối không có đỏ tím luôn. Chỉ có cột mới có đỏ tím nha. Rồi đây nha, em đang mang là cúp dài nè. Cúp dài màu nâu vàng nha. Em có sô-cô-la và nâu vàng là hai màu nha. Ai lấy cái bộ này comment giúp em mã 99 nha. Cúp dài này mã 99 nè. Ai lấy bộ này comment giúp em 99 kèm số điện thoại luôn giúp em nha. Đây 99 kèm số điện thoại luôn giúp em. Form đẹp cực kỳ luôn. Hơi bị mê luôn, thẳng dài cúp đuôi nha. Thanh Xuân cho chị mình xem lại 74. Thanh Xuân ơi xem lại 74 màu gì chị ơi. Rồi ai lấy cái mẫu này comment cho em nha. Mã 99 kèm số điện thoại luôn giúp em nha. Mã 99 kèm số điện thoại luôn giúp em. 99 kèm số điện thoại luôn giúp em nha. Rồi qua mẫu luôn nha. Hai màu nha, em đang mang là nâu vàng, nó có sô-cô-la tối luôn. Rồi em qua mẫu khác nha.
À, em quay lại 74 nha, 74 sô cô la nha. Tư màu nâu sô cô la nè. Tư màu nâu sô cô la nha. Đây em đang mang là 74 màu nâu sô cô la. Ai lấy bộ này comment cho em 74 màu nâu sô cô la kèm số điện thoại luôn giúp em. 74 màu nâu sô cô la kèm số điện thoại luôn giúp em. Kẹp nửa đầu thẳng lạc bước trong đêm ok nè. Tuổi trung niên xài bộ nào cho phù hợp hả bạn? Dạ chị ơi, chị ơi, tuổi trung niên thì em có tóc bộ tóc mái xéo á, dành cho người trung niên á, cái mẫu đó thì chị inbox giúp em nha. Tại cái mẫu người trung niên là em không có đội trên like cho nên là mấy chị inbox cho em để mà em gửi mẫu cho mấy chị xem mẫu trung niên nha. Cũng 220 một bộ nha. Kim Yến cho em coi bộ dài màu vàng chanh hả? À, Kim Yến ơi, tóc bộ dài bây giờ là chỉ có vàng chanh thẳng thôi. Tóc dài bây giờ chị chỉ còn vàng chanh thẳng thôi. Vàng chanh thẳng thôi, còn nếu mà vàng chanh xoăn thì nó có dài vừa nha em, dài tới ngực nha. Là mã 74 này nè, 74 chị đang mang là có vàng chanh luôn nè. Violet ngọc xoăn đi. Rồi em qua mẫu luôn nha. Rồi để em coi coi. Kẹp thẳng nè, rồi em qua kẹp thẳng nha. Đây nha, kẹp thẳng là 120 nè. Kẹp thẳng giá 120 này, chất siêu mềm mượt luôn nha mấy chị nha. 120 một dãy kẹp thẳng này nha. Ba màu nâu vàng, sô cô la và màu đen. Em đang cầm là nâu vàng nha. Ai lấy kẹp thẳng thì chốt kẹp thẳng kèm số điện thoại luôn giúp em. Tóc kẹp thẳng kèm số điện thoại luôn giúp em nha. 120 một dãy này nha. 120 một dãy kẹp thẳng này nha. Chị nào lấy kẹp thẳng thì chốt kẹp thẳng kèm số điện thoại luôn giúp em. 120. Đủ màu nha, đủ ba màu nha mấy chị nha. Rồi em qua tóc qua bộ màu vàng chanh nè, vàng chanh em đổi mã 74 cho mấy chị xem. Vàng chanh 74 nha. Vàng chanh 74 nè, dài 50 cm nha mấy chị nha. Mẫu này là dài 50 cm. Ai lấy mẫu này comment giúp em nha. Vàng chanh 74 kèm số điện thoại luôn giúp em nha. Màu này là siêu sáng da luôn, rất là dễ thương luôn. Ngọn xăng 50 cm, Lệ Khuyên, ok Lệ Khuyên nha. Rồi ai lấy cái mẫu này comment giúp em 74 màu vàng chanh nha. Cái màu này là cực kỳ sáng da luôn mấy chị nha. Đeo lên một cái là nhìn trắng bóc luôn. Ai lấy cái mẫu này comment giúp em nha. 74 màu nâu, màu vàng chanh. 74 màu vàng chanh kèm số điện thoại luôn giúp em nha. 74 màu vàng chanh, 74 màu vàng chanh, ai lấy thì chốt kèm số điện thoại luôn giúp em nha. Rồi em qua vàng chanh thẳng luôn nha. Vàng chanh thẳng nè. Em kêu máy chị đây. Kêu bác ra có người đo. Rồi đi nha, tóc bộ thẳng màu vàng chanh nha. Em đang mang là tóc bộ thẳng màu vàng chanh. Tóc thẳng màu vàng chanh nha. Ai lấy bộ này comment giúp em tóc thẳng vàng chanh kèm số điện thoại luôn giúp em. Tóc thẳng vàng chanh kèm số điện thoại luôn giúp em. 220 đồng giá nha chị ơi, chị chia sẻ livestream là 220 đồng giá một bộ nha. Dài ngắn đều đồng giá 220 nha. Ai lấy bộ này comment giúp em nha. Tóc thẳng màu vàng chanh kèm số điện thoại luôn giúp em. Thanh Xuân lấy 99 màu vàng, ok Thanh Xuân lấy 99 màu vàng kìa. Rồi ai lấy comment giúp em tóc thẳng vàng chanh luôn nha. Rồi đây nha. Rồi có ai hỏi cái gì nữa không ta? Rồi mấy chị ơi, bây giờ là em kết thúc livestream nha. Ai muốn mua cái gì thì inbox giúp em nha. Giờ em có việc rồi. Ai muốn mua cái gì thì inbox trực tiếp qua tin nhắn giúp em nha. Bye bye nha.